Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì gió biển đang ở trên đường D tại Hoa Lư, Ninh Bình. Và ở đây thì là cầu bến mới. Và gió biển sẽ đi lên cầu bến mới để chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh về cây cầu bến mới này. Hiện nay thì gió biển đang thấy xe lưu thông ở trên đó rồi. Và cũng có một số xe xe lưu và xe máy múc ở trên đó thì có lẽ là hoàn thiện những cái phần còn lại của cây cầu. Những cái phần lan can thành cầu rồi hệ thống đèn chiếu sáng thì đã thấy khá là tươm tất, hoàn thiện ở trên đó rồi. Và không biết trên cầu thì như thế nào. Thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gió biển lên tận đó xem cả cái đường dẫn nữa thì sẽ như thế nào vào thời điểm giữa tháng 11 năm 2024. Cầu được bắt đầu xây dựng vào tháng 5 năm 2022. Như vậy là đã làm lễ cánh thành vào thời điểm vừa rồi. Thì vào thời điểm bây giờ thì đã được thiết kế như thế nào. Đây, gió biển đang thấy những cái phần sắt thép của công trường đây. Thì đã gần như kiểu là họ không làm nữa mọi người. Khá là gọn gàng. Ngày xưa chỗ đoạn này là một cái con đường nhỏ nhỏ để đi ra ruộng ấy mọi người. Khi mà xây dựng cái cây cầu này thì tạo ra một cái phần hai bên để mọi người có thể đi từ cái phần đường D vòng lên cầu luôn. Đó. Một cái điều đặc biệt tại đây đó chính là dưới ở chân cầu, mặc dù chẳng có con đường nào giao cắt cả, nhưng mà thấy được rằng là có một cái vòng xuyến rất lớn tại đây. Gió biển sẽ vòng lại để chia sẻ đến quý vị các bạn. Hiện tại thì đã thấy các bác di chuyển trên cây cầu rất là dễ dàng rồi. Gió biển sẽ đi vòng lại kia. Hiện tại chỗ này có những chiếc xe lưu đang hoàn thiện, có lẽ là trải như áp phan đây mọi người. Gió biển quay lại đây thôi, kia đang là công trường. Sẽ vòng để đi sang. Mọi người thấy đó, một phần nhựa áp phan khá là dày, khoảng độ 10 đến 15 cm mọi người, gần 20 cm, với chiều dài 648 m phần cầu chính. Thì đây là một cây cầu có cái nguồn vốn đầu tư khá là ít ỏi, nhưng mà sau 2 năm thì bây giờ đã được thông xe như thế này. Ngày hôm nay gió biển thấy rằng rất là tuyệt vời. Ở cái phần đường dẫn bên địa phận huyện Ý Yên thì là 890 m, và phần đường dẫn bên Hoa Lư Ninh Bình đây thì theo gió biển được biết là dài 1.700 m. Và bây giờ thì có một bác đang đạp xe lên cái phần dốc cầu này, nó khá là thoải. Rồi cái hệ thống lan can, đèn đường đã được thiết kế rất là chỉnh chu rồi. Mọi người quan sát này, cái cầu này nó cũng rộng tương đối thôi mọi người, không được rộng quá, nhưng mà có lẽ là cũng là đủ để kết nối thẳng về khu vực đền Trần Lam Định đó, thì cũng tạo đà phát triển song song và giảm tải cho đường quốc lộ 10 tại Ninh Bình đi vào Nam Định đó. Và nếu như mà từ ở phía trên Hà Lam đi về đây thì không phải đi một cái con đường xa hơn nữa, đó là phải vòng về cầu Non Nước, thì bây giờ thì chúng ta có thể đi cây cầu này sang thẳng huyện Ý Yên. Đó, mọi người quan sát này, hệ thống đèn chiếu sáng khá là tươm tất. Rồi chỗ này có một chiếc xe, Việt chưa hình dung là chiếc xe gì, chiếc xe lưu mọi người ạ. Chiếc xe này là chiếc xe kéo để kéo những cái phần nhựa đường để trải nhựa áp phan mà đã trải xong rồi mọi người. Đây. Đó, bây giờ các bác đang kéo dây đây. Kéo dây để làm một số cái hệ thống đường điện tại đây. Tuyệt quá mọi người. Bây giờ thì bên huyện Ý Yên có thể di chuyển sang Hoa Lư Ninh Bình một cách dễ dàng. Và mọi người thấy đó, người dân di chuyển sang bên này dễ dàng,
rồi có thể trao đổi thông thương hàng hóa một cách dễ dàng hơn. Ở chỗ này gió biển vừa thấy một cái lu, một cái thùng nhựa đường mọi người ạ. Đây còn một số anh em công nhân đang thiết kế thi công cái phần mố này, dốc mố này. Ngay tại chỗ cái ngã tư này thì gió biển đang thấy đặt hai cái trụ bê tông rất lớn, có lẽ là chưa cho những cái xe trọng tải lớn qua đây, bởi vì còn để hoàn thiện hơn những cái phần còn dang dở. Và chỗ này thì có lẽ xe con thì sang được rồi mọi người. Và cái thời điểm trước kia thì có biển đi bộ trên cái con đường này và thấy đất đá ngổn ngang. Rồi đến thời điểm này vào giữa tháng 11 năm 2024, một cái hình ảnh rất là chân chất, rất là làng quê và con đường mới, sự phát triển của quê hương ngay tại địa phận xã Yên Phong, huyện Ý Yên đang làm lên một cái niềm vui rất là nhiều cho người dân của bên huyện Ý Yên cũng như bên tỉnh Ninh Bình. Đây này, dưới này thì các bác đang dùng máy múc cái phần đất ở đây, không biết là múc đi đâu. Đó, múc phần đất ở chỗ dưới này tạo ra một cái ở chỗ này có biển thấy rồi, họ múc cái phần này và có một cái cống thoát nước thủy lợi cho bà con nông dân. Đấy, mỗi chỗ đoạn này là có mỗi một đoạn là có một cái cống thoát nước để có thể thông nước từ bên nửa này sang nửa bên kia. Đây đang thấy một bác đi bộ vừa đi thong dong và vừa thấy được cái phần dốc mố của bên địa phận xã Yên Phong, huyện Ý Yên. Đây mọi người thấy không? Mặc dù là phần dốc mố bình thường thôi nhưng mà nhựa trải nhựa rất là dày. Có thể thấy là đây là những cái phần trải nhựa phan rất là chất lượng và được đầu tư quy mô bài bản. Rồi ngay bên cạnh đây thì có một cái phần mà gió biển đang thấy rằng là gần như một cái trụ sở hay là một cái trụ sở ủy ban sao mọi người. Đặt ở đây thì quá là tuyệt vời. Ngày trước thì gió biển đi di chuyển ở đây mà ra tới phần dốc mố thì phải đi cái con đường dưới này này mọi người. Bây giờ nó là đường một cái hệ thống mương máng cống nước đây. Ô đằng kia thì lại có cả các bác đang đào những cái phần cống rãnh để cho nó quy củ hơn đấy mọi người. Và đặc biệt là tới đây thì mọi người có thể quan sát là ngay tại con đường cũ thì bây giờ đã tạo ra một cái ngã ba khá là rộng rãi và thoáng đãng và có cái phần tam giác ở giữa để tạo ra một cái phần quy củ hơn cho cái nút giao này. Rồi và đặc biệt là ở chỗ khu vực này, mọi người có thể quan sát là một cái hệ thống đoạn sông này được kè đá rất là chắc chắn. Và nước ở đây thì cá nó trong xanh. Dưới này có cá mọi người ạ. Cá to vừa cuỗi luôn. Rồi, đây là một số cái hệ thống cống bi này. Chờ sẵn ở đó. Thì nếu như mà thiết kế, thi công một số cái hạng mục ở dưới kia là hệ thống mương máng thì sẽ hợp lý đấy mọi người. Sẽ rất là hợp lý. Đây, từ đây thì chúng ta có thể về hướng đền Trần, về hướng khu công nghiệp của thành phố Nam Định. Cánh đồng này bát ngát tình đời luôn mọi người. Đây, gió biển đang tới một cái ngã ba kết giao với cái con đường cũ đây. Mọi người thấy ngã ba rộng không? Rất là thoải mái luôn. Gió biển sẽ đi lùi lại đó để chia sẻ với mọi người. Đấy, thoáng đạt theo hai chiều. Và có lẽ là video clip này thì gió biển cũng xin kết thúc tại đây. Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những cái hình ảnh mà gió biển chia sẻ. Và xin mọi người một đăng ký kênh, một lượt like để gió biển chia sẻ đến mọi người những cái thông tin mới, những cái hạ tầng của Nam Định thay đổi như thế nào đến tất cả mọi người, bà con ở quê hương Nam Định cũng như những người xa quê.